Mặt trận Con Tung năm 1972 Một trận đánh hy hữu trong quân sự Chiến xa M41 leo núi đánh chốt trên đỉnh Chu Pao Chu Pao ai oán hờn trong gió Một tấc khăn tang, một tấc đường Vô danh Phải tiêu diệt cái chốt của quân Việt Cộng tại đỉnh Chu Pao bằng mọi giá để sư đoàn 23 đưa quân lên thị xã Con Tum. Là người đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh, hôm nay tôi xin được ghi lại một đôi dòng về một trong những trận đánh táo bạo của chiến xa trong quân sự Việt Nam với những chi tiết được chính người chỉ huy đơn vị thiết giáp tham dự trận đánh trên đỉnh Chu Pao là đại úy Lê Quang Vinh. Trong đó có lần cá nhân tư lệnh sư đoàn đã đến tầng chiến tuyến bằng đường bộ để điều động trận đánh. Nguyên một tiểu đoàn Cộng sản đóng chốt trên đỉnh Chu Pao, giữa quốc lộ 14 từ thị xã Pleiku lên thị xã Con Tum đã bị quét sạch khỏi các hầm hố và vị trí đóng chốt. Đây có thể cũng được coi như một tài liệu sống nhằm phá vỡ những dữ kiện sai lầm, xuyên tạc của bạn cũng như thù khi đề cập đến trận Con Tum năm 1972 của Sư đoàn 23 Bộ Binh. Tôi xin bắt đầu trở lại trận chiến xa đánh chốt trên đỉnh Chu Pao với mũ đen chi đoàn trưởng Lê Quang Vinh. Tôi, Đại úy Lê Quang Vinh, xin được nhắc lại cho rõ là vào cuối tháng 3 năm 1972, chiến trường Con Tum đã trở nên sôi động trong các đợt tổng tấn công của Bắc quân với một mùa hè đỏ lửa sư đoàn 23 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa được một lữ đoàn dù yểm trợ ở Tân Cảnh, nằm về phía bắc thị xã Con Tum khoảng 30 cây số bị ba sư đoàn 2, 10 và 320 thuộc mặt trận B3 do tướng Hoàng Minh Thảo nổi danh từ trận Điện Biên Phủ chỉ huy và vây hãm. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã điều động sư đoàn 23 từ thị xã Bang Mê thuộc lên thị xã Con Tum để sẵn sàng tiếp ứng theo lệnh. Là đơn vị cơ hữu của Trung đoàn 8 Thiết Giáp thuộc Sư đoàn 23 Bộ Binh, Chi đoàn 1 trên 8 của tôi được lệnh rời vùng hoạt động hàng ngày ở Tuyên Đức, Đà Lạt, về lại thị xã Ban Mê Thuộc, cùng với Bộ Tư lệnh Hành quân nhẹ của Sư đoàn 23 tham dự chiến trường Con Tum từ ngày đầu đến ngày cuối sư đoàn 23 đã đánh bại hoàn toàn ba sư đoàn của Bắc quân được một đơn vị có chiến xa yểm trợ lần đầu tiên có mặt tại quân khu 2. Và cũng là lần đầu những chiến xa làm ma làm quỷ của miền Bắc bị bắn cháy hoặc bị bắt sống không thoát được một chiếc. Không phải như những cách nhìn hay lối viết sai lạc vì mưu đồ chính trị hay cá nhân. Về mặt trận Con Tum 1972, trong những ngày tháng nói trên, các đơn vị của sư đoàn 23 và các quân binh chủng bạn đã phải nhiều lần vất vả với cộng quân. Với những trận đánh khủng khiếp ngày đêm, giành và giữ từng điểm tựa, từng tất đất của chiến tuyến. Những ngày đêm quần thảo giữa thị xã Con Tum. Khi sư đoàn 23 hành quân từ thị xã Pleiku lên Con Tum theo lệnh của quân đoàn thì Bắc quân đã bố trí một đơn vị cấp tiểu đoàn đóng chốt đỉnh đồi Chu Pao. Các đức hoàn toàn lưu thông trên quốc lộ 14. Huyết mạch nối giữa Con Tum và Pleiku, hầu ngăn chặn mọi tăng viện và tiếp tế của ta cho chiến trường. Không còn cách nào khác. Một trận đánh nảy lửa lần đầu đã xảy ra giữa Bắc quân và quân của Trung đoàn 45 thuộc Sư đoàn 23 được phi pháo yểm trợ trong những giây phút khó khăn căng thẳng nói trên, chính đại tá tư lệnh sư đoàn đã bất thần xuất hiện tại mặt trận để điều khiển và chỉ huy một trận đánh chiến xa trên đỉnh Chu Pao mà tôi cho là vô tiền khoáng hậu. đến trước chiều tối ngày N ghi nhớ đó, nguyên một tiểu đoàn đóng chốt của bắc quân trên đỉnh Chu Pao đã bị chiến xa M41 của chi đoàn 1 trên 48 tràn ngập và quét sạch như một cuốn phim được chiếu lại. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ngày N đó. Tại một buôn làng của dân thiểu số nằm sát dưới chân đồi Chu Pao. Sau một cuộc họp chấp nhoáng có mặt tôi và đại tá Nguyễn Văn Trà, trung đoàn trưởng trung đoàn 45, đại tá tư lệnh đích thân ra lệnh thẳng cho tôi. Bằng mọi giá, không chần chờ, cũng không cần chờ phi pháo lợi dụng con đường mòn của xe ba lên núi kéo gỗ, nhìn thấy trên bản đồ, bất thần đưa chi đoàn đánh chiếm đỉnh Chu Pao bằng mọi sức mạnh của chính đơn vị. Sau khi nhận lệnh, tôi đờ người ra, bâng khuân và suy nghĩ. Lần đầu tiên trên đời, tôi mới nghe thấy một cái lệnh cho chiến xa leo núi tấn công địch trên đỉnh. Thật ra, nếu người ra lệnh không phải là Đại tá Lý Tòng Bá người vừa là tư lệnh sư đoàn, vừa là sĩ quan cao cấp của binh chủng thiết giáp, hai lần du học Summer Pháp và Fort Knox, Mỹ. Với những tiếng tâm kinh nghiệm chiến trường, thì chắc có lẽ tôi đã từ chối thi hành cái nhiệm vụ lạ đời dành cho thiết giáp nói trên. Đếm từng bước dài về lại đơn vị, bàn bạc vấn đề hành quân với anh trưởng bang ba dù đại úy chỉ huy phó có lần nhắn khéo tại sao tôi không từ chối. Từ chối thi hành nhiệm vụ của đoàn tượng binh thời Trung Cổ. Nhưng sau đó tôi đã thi hành lệnh với quyết tâm của mình, với tất cả sức lực của mình là phải đánh núi theo lệnh chứ không còn cách nào khác. Tay tôi vắt tráng nặng ốc, mắt đầm đầm nhìn đồi chu bao, nhìn rằng cây xanh dẫn đến con đường mòn xe be bị che khuất và bất thần tôi tìm ra một lối giải quyết chiến trường. Tôi chọn một bộ phận làm mũi dùi chính cho cuộc tấn công, rồi tuần tự từ sau đó tập hợp các xa đội, đưa ra kế hoạch và ra lệnh cho đơn vị. Dẫn đầu là chiến xa 21 của thượng sĩ Tôn có nhiệm vụ soi đường, đánh trực tiếp thẳng lên mục tiêu càng nhanh càng tốt. Theo sau là chiến xa chỉ huy của tôi khi tới đỉnh sẽ đánh nhanh qua hướng Tây Bắc để bảo vệ sườn cho chiến xa 21 dẫn đầu. Tiếp theo là chiến xa số 11. Khi đến đỉnh đồi, vượt qua đèo Yên Ngựa, đánh thẳng về hướng Đông Bắc. Thứ tư là chiến xa của chi đội trưởng chi đội 2, trung úy chính, sẵn sàng tiếp ứng khi có lệnh. Thứ năm là chiến xa 34 của thiếu úy chi đội phó của chi đội 3, khi đến đỉnh phải vượt qua đèo yên ngựa, cùng với chiến xa 11 mở rộng đội hình đánh tràn ồ ạt dồn địch xuống núi. Một đại đội bộ binh tùng thiết của tiểu đoàn 4 trên 45 do đại úy cẩm chỉ huy sẽ bám sát các chiến xa để bảo vệ và sẵn sàng đánh cần chiến với bắc quân nếu cần. Thành phần còn lại của chi đoàn do đại úy hảo chi đoàn phó chỉ huy bố trí trong mé rừng nằm ở phía nam quốc lộ 14, hướng súng Đại Bắc lên mục tiêu, tác xạ tối đa để vô hiệu hóa hỏa lực địch, hầu yểm trợ cho mũi dùi chiến xa tấn công lên đỉnh núi. Và nếu cần, cho các chiến xa thay đổi vị trí để đánh lừa và làm lạc hướng địch sau đó. Khi phân lệnh xong, từ tuyến xuất phát tại vùng tập trung, xem phóng đồ khi chiến xa dẫn đầu số 21 của Thượng Sĩ Tôn vừa băng ngang quốc lộ 14, thì Đại úy Hảo, chi đoàn phó chi đoàn chiến xa yểm Trợ, đã ra lệnh khai hỏa tối đa lên mục tiêu. Trong lúc chiến xa chỉ huy của tôi bám sát chiếc 21 dẫn đầu, để rồi từng chiếc thay nhau hút mất trong rừng rậm. Đầu óc tôi lúc đó căng thẳng, không còn nhớ bất cứ thứ gì trên đời, kể cả vợ con, gia đình mắt đầm đầm chờ súng nổ, chờ một cuộc đụng độ đẫm máu. Thì ra nếu chỉ nhìn thoáng qua trên bản đồ thì chỉ thấy những vết chấm chỉ con đường mòn cũ của xe ba sử dụng để lên núi kéo gỗ. Nhưng bây giờ đường mòn là rừng với cỏ cây chằng chịt bao phủ tên một lối đi gập ghềnh, khúc khuỷu, chật hẹp. Nếu lần đó chẳng may có một quả mìn phát nổ, hay một chiếc chiến xa nào đó chạy lạc sang một bên. Bất cứ là bên nào thì chiến xa sẽ lao xuống vực thẳm. Cho nên chiến xa sau phải chạy đúng như in vào vết xích sắt trên dấu cỏ cây bị đè bẹp của chiếc chiến xa đi trước để lại. Cứ như vậy, từng chiếc leo lên không khác nào một đàn voi đang nối đuôi leo lên đỉnh cao. Lối mòn chu pao của xe bè hôm đó chỉ khoảng hơn 500 thước song tôi tưởng nó dài vô tận. Mười phút trôi qua mà tôi tưởng dài cả một đời người. Cho đến hôm nay, khi nhớ lại trận đánh kỳ lạ này, hãnh diện và thích thú thật. Nhưng tôi vẫn như còn cái cảm giác ớn lạnh trên tuyến đầu lửa máu như mới ngày nào. Chiến xa tôi vượt đến một đoạn, tôi chợt nhìn thấy một phần của đèo yên ngựa từ từ hiện trước mặt nơi thấp nhất nối liền hai mỏm núi. Một ràng núi phía đông và một ràng núi phía tây, nơi Bắc quân đặt khẩu Đại Bắc 75 ly không giật, khống chế quốc lộ 14 phía dưới. Bỗng tôi nghe tiếng thét lớn của Thượng sĩ Tôn trong máy. Mục tiêu hướng 12 giờ, khoảng cách 50 thước, bắn. Thế là Đại Bác, Đại Liên thi nhau nổ. Còn 10 thước nữa đến đỉnh Chu Pao, tôi nghe hai tiếng nổ lớn từ hướng 3 giờ của xe 21 dẫn đầu. Xe bốc khói vì trúng đạn ngay trong lúc nó đang ủi ngang làm sập cả một dãy hầm địch quân. Tôi ra lệnh đề bên phải cho tôi. Và chỉ 10 giây sau đó, xe chỉ huy của tôi đã phá hủy khẩu Đại Bắc tai hại ở bên kia yên ngựa. Đó cũng chính là khẩu Đại Bắc bắn trúng chiến xa số 21 dẫn đầu lập được đầu cầu trên đỉnh Chu Pao. Tôi tức tốc điều động các xa đội. Chiến xa số 11 tấn công mục tiêu ở hướng 3 giờ và vượt qua yên ngựa. Chiến xa chỉ huy yểm trợ và tiếp cứu chiến xa 21 vừa bị bắn. Chiến xa số 34 cùng chiến xa số 11 vượt qua yên ngựa mở rộng đội hình. Các khẩu Đại bác và Đại Liên của chi đoàn đã khai hỏa tối đa vào vị trí địch thấy được nằm phía bên kia yên ngựa. Trong khi tại yên ngựa, một số hầm chữ A loại chống phi pháo của Bắc quân bị các chiến xa ủi sập. Địch quân phải thoát ra, dùng đến B-40, B-41 và lựu đạn liều mạng chống trả. Trong những giây phút ác liệt đó, qua máy, bất thần tôi nghe tiếng gọi lớn của đại tá tư lệnh. Coi chừng, đâm già L-19 cho biết Việt Cộng đang nằm sát chiến xa. Ngay lúc đó, một tiếng nổ chắc chúa ngay trên xe chỉ huy làm anh xạ thủ cũng là trưởng xa bị thương, máu tuôn đầy người. Sau khi đẩy được anh xuống sàn xe, tôi chấp ngay khẩu đại liên 50 và tác xạ thẳng ngay vào các nơi địch đang ẩn nấp. Địch quân tung không biết bao nhiêu quả lựu đạn lên xe, nhưng may là đa số lại nổ sau khi rơi lại xuống đất. Trong một giờ cần chiến, xa đội được lệnh sử dụng tối đa lựu đạn ném tay để tấn công quân Việt Cộng nằm quá gần. Sau cùng, số địch quân còn lại phải bỏ chốt trên đỉnh Chu Pao thoát chạy về hướng bắc của ngọn đồi, để lại 30 xác chết, 17 súng đủ loại, trong đó có hai đại bác không giật 75 ly phía chi đoàn có một chiến xa bị phá hủy, hai binh sĩ tử trận và bốn bị thương. Dù thắng trận trên đỉnh Chu Pao, nhưng trên đỉnh oan nghiệt này, tôi lại đau xót về những binh sĩ của tôi đã hy sinh không bao giờ trở lại. Sau khi báo cáo kết quả lên sư đoàn, Đại tá tư lệnh đã cho tiểu đoàn 4 trên 45 ở lại giữ đồi Chu Pao còn chi đoàn 1 trên 48 của tôi về lại thị xã Pleiku nhận tiếp tế. Để vài ngày sau đó lại tháp tùng các đơn vị của sư đoàn 23 lên thị xã Con Tum. Để rồi sau đó chi đoàn của tôi trở thành đơn vị thiết giáp độc nhất có mặt ở mặt trận Con Tum và đã được sử dụng như một mũi dùi bén nhọn hình thành những cú đấm đo ván địch quân mà Bộ Tư lệnh Hành Quân Nhẹ của Sư đoàn 23 tung ra trong những lần phản công khủng khiếp